Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay kinh Tương Ưng Sanjuttanikaya chương 1 Tương Ưng Chư Thiên phẩm đoạn bài 9 kinh Lương Thực Ta Thấy Giá Xuất Tăng Tư Lương Cho Hành Trình. Để tiếp tục chương trình, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu dẫn nhập bài pháp thoại ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài Nam Mô Bụt Tha Giá. Anamathu ratatatiyasa. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tây Nguyên, thượng tọa Tăng cùng với tụng đức. Kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học một bài kinh kệ Tương Ưng do một vị thiên đã hỏi Đức Phật năm điều, và Đức Phật trả lời năm điều. Nhưng trong điều năm điều này có lẽ là chúng tôi cũng gợi ý một chút cho thượng tọa giảng sư lưu ý, vì theo trong chú giải đó, coi chú giải thì cái câu hỏi đầu tiên là kiên sức ban thứ ba thay dân. Thay dân không phải là lương thực, mình nói là tư lương, là bất cứ cái thứ gì mà mình mang theo trên đường đi một cuộc hành trình xa. Đây là chỉ cho tư lương của cái đường sanh tử luân hồi. Và Đức Phật đã trả lời là đức tin. Thì ở đây, ở trong chú giải nói rằng Satthang upadetva danang deti silang rakheti ubosathakamang karoti. Tức là khi mà sanh khởi niềm tin thì mới bố thí được, mới trì giới được, mới hành trai giới được, giữ bắt quan trai đó. Và ba cái trường hợp này: bố thí, tạo phước Phật, trì giới hay giữ bắt quan trai là tạo phước đức, rồi nghe pháp hành thiền là tạo cái phước trí. Tất cả những cái việc làm để mà tạo cái tư lương, cái hành trang đem theo trong ngày vị lai là do nhờ cái đức tin hết, là một. Còn cái vấn đề thứ hai đó, trong cái câu này được dịch khi mà hỏi rằng kiên su phô ga ga na ma na vô, Đức Phật đã trả lời rằng si ri phô ga ma na ma na ma sa vô. Thì chữ Siri ở đây đó, mặc dù biết rằng nó là cái nghĩa của nó, nghĩa thưởng thức ở bên ngoài là thần tài hay là cái gì nó tốt đẹp, cái gì tuyệt hảo, phúc phần. Mà chữ Siri còn dịch nghĩa như Siri Sajana, tức là long xa, là xe mà vua đi, hay là siri asana tức là long sàn, là cái giường của vua, cái gì cũng của vua xài thì gọi là siri. Nhưng mà ở đây chỉ siri được định nghĩa đó,
Siriti Isariyam, tức là quyền thế Rít. Hỏi cái gì? Là nó đem lại cái tài sản. Chữ Asayo đồng nghĩa với cái chữ Vasana Thanang, tức là cái chỗ mà chất chứa. Và cái câu giải thích thêm nữa là Isarijihi Afimukhi Phute Thalatopi Chalatopi Thổ Hoga Agachanti. Bởi vì tài sản ở dưới nước hay tài sản ở trên bờ nó đi đến là đến cửa quyền thế thôi, đi đến cửa quyền thế, cái chỗ này nó hay lên, thưa quý vị, định nghĩa rõ. Cho nên khi mà chúng tôi nói như thế này, không biết là chúng tôi có làm cho mất hứng giảng sư hay không, với bạn vậy. Còn cái chữ Parikasati ở đây là đưa lối dẫn đường, nhưng mà cái chữ Brikaseti ở trong này định nghĩa là Brikathati, Brikasati, Brikathi. Cái động từ Brikaseti được định nghĩa có nghĩa là lôi kéo, có nghĩa là kéo đi, có nghĩa là kéo đi cái nguyện vọng hàng dẫn người đi, hằng kéo người đi. Cho nên ichang ichha na rang barikasati, là ước vọng hằng lôi kéo người đi. Còn mấy cái chữ sau đó khó từ bỏ cũng là ichha, mà chúng sanh phàm phu và bị trói buộc cũng do ichha. Ichha tức là cái khát vọng. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin gợi ý một chút để giúp cho thượng tọa giảng sư khỏi phải tra thêm nữa, khỏi phải tra thêm chú giải nữa. Rồi bây giờ thì xin mời cô Nguyên Sương đọc cho tính kinh, rồi sau đó xin cùng tỉnh thượng tọa Tây Nguyên thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa Tề Siêu. Dạ, con xin đọc chánh kinh hôm nay. Tư lương cho hành trình, kinh lương thực, ta thấy giá xuất tăng. Cuộc sống là một hành trình, có những câu hỏi luôn làm băn khoăn khách lữ, làm sao để tư lương được bảo đảm cho đến điểm đến cuối cùng. Tài sẽ thoát tán bằng phương cách nào? Cái gì dẫn lối đưa đường? Vướng vấp gì khiến tư khó rũ bỏ? Và cái gì đặt mình vào nghiệt ngã, chim vướng bẫy sập? Đức Phật trong cái nhìn của bậc giác ngộ đã có những lời dạy khiến chúng sanh bất ngờ. Niềm tin khiến tư lương được bảo đảm, sự hưng vượng phải nhờ vào phúc phần. Có một điều phải đặc biệt nhận thức là sự ham muốn tận trong sâu thẳm. Có thể là tham cầu danh lợi, hoặc thị dục huyễn ngã, hay chạy theo những ảo mộng trong đời. Sự ham muốn đưa đẩy hướng đi, cũng chính ham muốn khiến đôi khi bị khổ mà không rời được, để rồi mang thân phận như chim sa bẫy. Kinh văn: Vị thiên, cái gì cột lương thực, cái gì hút tài sản, cái gì lôi cuốn người, ở đời khó bỏ gì, cái gì buộc phàm nhân như chim bị bẫy sập. Lòng Thế Tôn, lòng tin cột lương thực, thần tài hút tài sản, lòng muốn lôi cuốn người, ở đời muốn ích trà khó bỏ, ham muốn
buộc phàm nhân như chim bị bẫy sập, bạn hiểu đến vị thiên, cái gì gìn tư lương, cái gì giữ tài sản, gì đưa lối dẫn đường, cái gì khó từ bỏ, cái gì cột chân người như chim bị đính bẫy. Thế Tôn, niềm tin gìn tư lương, phúc phần giữ tài sản, ham muốn đưa đẩy người, ham muốn vốn khó bỏ, ham muốn cột chân người như chim vướng bẫy sập. Thích Văn, Pattaya là tư lương, lương thực mang đi đường, thức ăn trong hành trang. Sattha là niềm tin. Banthati là bó cột, làm cho bảo đảm. Siri là vận may, phúc phần. Phogana Masaya là chỗ giữ tài sản. Icha Narang Parikasati là sự ham muốn lôi kéo con người. Icha Lokasmi Duchaha, sự ham muốn trong đời rất khó bỏ. Icha Bhatta Putu Satta Pasena Sakuni Yathati là phần đông chúng sanh cột trói với ham muốn như chim bẫy. Thích Nghĩa, chữ Siri được dùng trong dân gian là thần tài, thần mang lại may mắn, nhưng theo Phật Pháp là phước phần do thiện nghiệp đã tạo trong quá khứ. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, hiệu đính và biên soạn giáo trình thì Khao Giác Đẳng. Và chính kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Tôi để chúng nghe rõ và cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ từ xưa thành tựu đáng như vậy. Tâm cảm ơn hành Đức Tổ Tiên, Đức Tổ Đức Sinh Nguyên Thâm cùng sư tăng đoàn hiện diện chúng ta được biết được của Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. A Di Đà Phật, Sám Ma, Sám Bồ Tát, Phật Ca, Phật Ca, Phật Ca, con xin rất là tri ân đến sư phụ đã phải nói rằng là tự nhiên nói được chữ đọc cái chữ mà gìn giữ cái lương thực, đọc tính cột lương thực, nghe là nó hơi là mệt. Con tính nói điện thoại để hỏi sư phụ, như đừng nghĩ rằng đây là những điều này thì chắc chắn sư phụ sẽ dẫn nhập cho cái vị giảng sư, nên con không xin, con không có thọ giáo cái điều đó, và để sư phụ khi sư lên sư phụ dẫn nhập, sư phụ có một cái xác định rõ ràng và chỉ dẫn, cũng như là cái sự hiểu đính. Nếu như phải nói rằng nếu như không có sự hiểu đính lại mà chúng ta đọc thì nó dễ hiểu hơn thì rất là khó khăn. Mà nhiều khi nếu mà chúng ta không, nó bị dẫn sư mà không, khi mà đang không hiểu được cái từ thì đừng có chi mà tìm ra cái lý để mà giảng. Mà nếu như cái từ hiểu sai thì giảng cái lý sai. Đây cũng là một điều mà phải nói rằng rất là tri ân nhị vị đã sư phụ và thầy tổ Đức Cảnh đã có một sự nghĩa rõ ràng và cũng như là xem được trong bản chú giải. Thì tất cả quý vị, chúng ta thấy trong các thiện sự hay cũng trong các pháp dẫn đầu là niềm tin, dẫn đầu là niềm tin. Có phải nếu như chúng ta thấy nếu như chúng ta có niềm tin thì chúng ta sẽ không làm được việc gì dù trên đời hay là đạo, mà đặc biệt là đạo pháp thì con người có niềm tin. Một cái chắc chắn, một cái niềm tin này được thiết lập trên cái trí tuệ hiểu biết một cách rõ ràng thì có gì bằng nữa. Thì chính như chúng ta biết ở trong thập độ cũng vậy, đường niềm tin đó thì nó dẫn đầu chỉ là một cái vật ngoài thân của chúng ta là bố thí. Nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ và có một cái niềm tin nó vững vàng. Chúng ta thế nào chúng ta có niềm tin mà chúng ta không có cái không
có cái thí được cái thí này, bậc thí một trong thí là vô quý thí, cũng là cái thí này. Cho nên vì vậy mà có đôi khi chúng ta phải hiểu được một cái cách chung như vậy, rồi nó nếu chúng ta không thực hiện được thì xem như là mà cái lòng tin của chúng ta không có, không có cái gì mà chúng ta có thể làm được ở trong cuộc đời này. Cái gì cũng phải có một cái sự an lạc một cách vững chắc, có sự tin tưởng. Mà cái niềm tin đó, thì nó có chánh tính và tà tính. Thì nếu chúng ta được một chánh tính thì còn gì bằng tin cái niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và nơi chúng ta, tin nhân quả nghiệp báo, tin lý duyên khởi, tin có sự khổ trên cuộc đời này và tại sao chúng ta phải khổ, có nguyên nhân sinh khổ, tin có cái sự chấm dứt khổ và tin có con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, và như thế thì chúng sinh mới làm các công đức được. Thì chẳng hạn như chúng ta nghe nói hồi nãy kia đó, tôi nói là niềm tin ở đây nó hay nói tư lương, niềm tin mà nó gìn giữ cái tư lương, nó đưa phát triển đến cái tư lương của mình, cũng chính là cái tư lương thì là cái vật để mang theo trong một hành trình. Đứng trên cái nhìn của cái con người thì như là cái lời dẫn nhập, như là cái lời thiệu đó, thì chúng ta biết đúng như vậy đó. Cuộc sống là một hành trình, một hành trình này nó dài nó ngắn theo với kiếp của chúng sinh, nhưng chúng ta cho là với kiếp của mình thì nó dài. Nếu như chúng ta không biết chúng ta làm cái sẽ làm cái gì và sẽ được cái gì, thật ra mà nói tôi nhiệt nguyệt tiếp ngày nó là như thế. Rồi thử chúng ta nghĩ buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta sinh hoạt, rồi chúng ta chút xíu rồi sau đó chúng ta đi làm, rồi chúng ta về chúng ta ngủ, rồi chúng ta sinh hoạt trong cái đời sống của cuộc đời, rồi nó cứ như thế cuộc đời nó vậy đó. Và cái tư lương của cái hiện tại này là cái gì? Là có máu gạo tiền, tức là cái tài sản đó, cái tài sản đó, có máu gạo tiền đó, có như nhà cửa, xe cộ, đất đai đó và danh vị đó, vân vân. Thì đó là chúng ta luôn luôn có một cái sự suy nghĩ như vậy. Nhưng quả thật cuộc đời như thế, rồi cuối cùng những như thế đó chúng ta bỏ lại hết tất cả, không có được bằng vậy, không có đem theo được. Bao nhiêu người có biết bao nhiêu tiền của tài sản nhắm mắt rồi nắm tay không? Đó là cái sự thật. Mà cuộc hành trình là một người có niềm tin nhân quả của kiếp sau, có sinh tử, thì nó là một chủ dài của sinh tử. Mà chúng ta chỉ là một khách dừng chân ở cuộc đời này, ở trong kiếp người này, và rồi phải sau khi chấm dứt kiếp người với cái tuổi thọ mà không hạn định được, không có thể quyết định được, theo cái gì cũng theo cái hành trang, cũng dựa theo cái phước duyên của mình được thọ, được kéo dài bao nhiêu năm đó, không ai biết được. Mà trong kinh cũng đã dạy chúng ta không biết được chúng ta khi nào chết. Chúng sinh khi chưa mà chứng đắc thánh quả, hay chưa khi chưa chứng cái gọi là cái thần thông, thì không thể biết được mình khi nào mình chết, và không biết được mình sẽ chết ở đâu, chết như thế nào biết được. Chính vì vậy cho nên cuộc sống này nó phiêu bồng, cuộc sống này nó rất là ngắn ngủi, cuộc sống này nó chống là kết thúc. Chúng ta thương tiếc với những người đã ra đi trong cái thời son sắt, trong cái thời sung, trong cái thời mà còn đầy tràn nhựa sống nhiệt huyết đang làm cho đời. Nhưng quả thật hiểu trên cái nhìn của Phật pháp thì cái đó, cái tuổi thọ của họ tới như đó. Có những người bệnh rất nặng, họ có thể hồi sinh lại, họ có thể, xin lỗi, không có đến cửa tử, chứ mà là hồi sinh, đã tử rồi thì không thể hồi lại được, mà họ có thể vượt qua được, thì cũng đây là do cái tư lương, cái phước của họ, cái phước thọ của họ nó có. Rồi có nhiều người chết có rất nhiều nguyên nhân,
Nhưng kính thưa quý vị, ở đây cái tư lưu của người cần có là cái gì? Xin xác định không phải là tiền của tài sản vật chất nữa. Tiền đâu có mua được cái sự sống của mình. Chỉ đây phải nói là chỉ có cái tư lương nó mới mua được cái sự sống của mình, nó mới giành được cái sự sống của mình, đó chính là cái tuổi thọ phước của mình. Thì cho nên những cái gì mà về tiền của tài sản thì nó chỉ là một cái vật ngoài thân. Thì nếu chúng ta muốn muốn có cái tư lương được tốt đẹp thì đó chính là cái điều gì? Phải có cái niềm tin, và nhờ cái niềm tin đó mà chúng ta tạo các công đức thiện sự như lời chú dạy đã nói đó. Niềm tin này, từ đó mà chúng ta làm các công đức chẳng hạn như là bố thí, như kỳ giới, như tu tiến, vân vân. Thì chính vì mà có cái tấm lòng bố thí, có cái sự dứt bỏ, có cái sự biết cái hành động thiện, và từ đó cái hành động thiện, lời nói thiện và ý suy nghĩ thiện, chúng ta nghĩ thiện, thì kính thưa quý vị, chúng ta mới biết bố thí được. Khi có niềm tin chúng ta bố thí, còn không có niềm tin không cách nào bố thí, hay là họ bố thí vì cái điều kiện, họ cho ra vì cái điều kiện, thôi người ta làm cũng làm nó kỳ, thì đó không phải là hành động bố thí, mà hoặc là hành động chia sẻ, hành động cho ra, mà bị cho ra, nó có một cái tác động. Như là chúng ta thấy vận động kêu gọi như thế này thế nọ, những điều mà khi chúng ta tức cảnh sanh tình, chúng ta nghĩ tưởng đến những chúng sinh đau khổ và chúng ta ban bố, chúng ta thấy cái đối tượng của Phật Pháp Tăng, đối tượng Tam Bảo, chúng ta thành kính, chúng ta cúng dường, chúng ta có thể chia sẻ những cái gì vật chất, khả năng vật chất của chúng ta có, khả năng tinh thần của chúng ta có, chúng ta chia sẻ. Chứ không phải là chúng ta, quý vị biết có hai cái tài sản vật chất hay tài sản tinh thần. Có nhiều người họ cũng đã là bỏ sẻn, keo kiệt, không chia sẻ cái vật chất rồi, mà cái tri thức họ cũng chia sẻ. Có nhiều cái người suy nghĩ như vậy thì người đó hình như là chưa được cái tâm thiết chút nào. Cho nên nếu chúng ta có một cái tấm lòng hiểu và cảm thông với cái tính quý vị, thì cái điều này là một cái điều mà tiên khởi rất là cần thiết. Có người không dễ dàng cho ra cái đồng tiền, nó liền thúc giục tính quý vị, nó lạ kỳ nữa. Người ta cứ nghĩ là người ta cứ muốn là cứ tỷ lệ thuận cho nó không giảm, nhưng quả thật khi chúng ta làm cái việc thiện việc lành, chúng ta sẽ không mất mát, và chúng ta cảm thấy vui khi chúng ta làm phước. Mình nếu mà được cho ra được cái sự bố thí đó thì phải có cái niềm tin mà trong Pháp Cú Kinh dạy rằng nay vui thì đời sau sẽ vui, khi mà làm việc thiện việc lành thì cả hai đời sẽ được vui. Tức là ngay trong hiện tại đó chúng ta cảm thấy rất là vui vẻ. Cũng như khi mình chia vui với người, mình có cái gì mình chia vui với người, khi người khác có, mà chúng ta không có phân biệt. Thế thường thì chúng ta muốn người nhà của mình thì phải đầy đủ, rồi tới người, rồi sau đó tới người khác, thì như vậy cũng còn phân biệt. Mà người nhà và người không thân thiết cũng như thế, chúng ta phải có một cái tâm như vậy, mà được cái tâm như vậy, và được một cái lòng lòng tốt, một cái tâm thiện như vậy là do cái lòng tin nó dẫn. Và từ đó tính thú vị, chúng ta mới được cái sự trì giới, chúng ta mới khép mình vào khuôn khổ của giới lực. Tức là chúng ta năng gìn giữ giới luật, hay là năng ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh, không cho sanh những sanh tâm cho nó sanh khởi. Và từ chỗ đó, từ chỗ trì giới này, thì những thiện pháp chưa sanh chúng ta mới được sanh khởi. Thì chúng ta tạo được cái gì? Chúng ta tạo được cái phước vật, đó là bố thí như đã nói đó. Và chúng ta tạo được cái phước đức, đây chính là cái sự trì giới. Đây là cái sự trì giới, và cái từ cái sự trì giới này, nó như là một cái hàng rào để nó bọc bao nhiêu giữ gìn cho chúng ta. Cho nên nó cũng như là cái người chúng ta được đẹp mà được mạnh mẽ, nó dưỡng hiền, thì người có cái phúc lạc. Và từ nếu như chúng ta có sự tu tập, chúng ta có cái sự tu tập về
về thiền định, và đặc biệt tức là thiền quán nữa. Hay chúng ta suy nghĩ về tam tướng, về vô thường, về khổ não, vô ngã, hay suy nghĩ về các pháp nó nhân quả, đó cũng là một cái mà để chúng ta suy nghĩ. Gặp những hiện tượng khổ đau của cuộc đời, chúng ta biết biết suy nghĩ, biết quán nghiệp, biết quán về cái lý nghiệp quả, thì đó cũng là cái nhân để nó phát sinh trí tuệ. Thấy những cái đau thương, thấy những cái mất mát, chúng ta quán về cái tam tướng, sự vô thường của bạn, thì đó cũng chính là cái sự thiện tâm, nó tốt đẹp. Rồi chúng ta biết buông bỏ, chúng ta tha thứ, đó cũng là một cách tu tập. Chúng ta không bị trách thủ khi nghe những cái gì mà người ta hạ sát, người ta người ta tranh hơn tranh thua với mình, mình buông bỏ, thì đây cũng chính là một điều hết sức tốt đẹp. Đó chính là cái nhân mà chúng ta buông bỏ, mà cái tu tập thiền quán đó chính là cái gì? Đó chính là một cái giá trị buông bỏ ngã chấp của mình. Đó là cái đích đỉnh, cái đích và cái đỉnh nằm ở chỗ đó. Thì đó là cái giá trị trí tuệ chúng ta nó khởi sinh. Một con người mà nếu như tạo cái tư lương của mình một cách đầy đủ thì tính thương việc sẽ là hành can. Mà chúng ta thường nghe các vị pháp sư nói là Punya Nipadalokas Mungatipanipanina, tức là cái việc lành, cái điều lành chính là cái điểm mà nương tựa, thì là nơi nương nhờ của tất cả chúng ta ở trong cái đời sau. Sự thật ra ở trong cuộc đời này đừng có nói hơn hay thua cái gì, hơn hay thua gì, không có tài sản tiền của gì đâu quý vị, trí thức danh vọng gì mà hơn nhau được cái phước. Mà không có phước có phần cần gì phải lo. Nó có một điều lạ, thì bởi vì nếu như chúng ta có phước có phần thì tự động nó chuyển tải cái nghiệp trắng chúng ta tạo được nhiều thì nghiệp đen nó ít đi, hay hoặc là nghiệp vừa trắng vừa đen, tức là chúng ta tạo thiện ác nó cũng đổi thay lúc thiện lúc ác. Thì trong cuộc đời này thì thường chúng sinh bị một cái trường hợp đó, tức là có cái sự có cái gì, tức là có thiện có ác, tức là có tạo cái nghiệp thiện, có tạo cái nghiệp trắng, và chúng ta tạo cái nghiệp ác, tức là cái quả đen quả khổ. Cho nên chúng ta cũng đừng có phải mà thất vọng nhiều khi cuộc đời này tại sao mình được thua mất cọc, đó chính là nghiệp trắng nghiệp đen chúng ta đã từng tạo. Khi chúng ta được mà nó mất thì cũng là một chuyện không là lạ, bởi vì từ cái chỗ đó đó, nhưng mà nhảy sư phụ tự xuyên ta nói từ có cái phúc phần, có cái quyền thế, từ cái quyền thế này là nó mang đến cái tài sản vân vân. Thì mà như ở trong kinh, tức là cái gì nó gìn giữ đó, cái gì mà nó hút đó chính là cái gì. Ở đây nói rằng tức là khi chúng ta có phúc phần, có phước có phần thì nó sẽ bền vững được, nó sẽ giữ được. Ngay cả quý vị biết nhiều người có nhiều cái tiền của tài sản vô cùng, nhưng điều họ sống không có, họ sống tại sao họ sống không có, có giữ được, bởi vì không có phước, không có phúc phận, đúng vậy, không có giữ được. Biết bao nhiêu vị vua xâm lấn nhiều biên cương, mạnh mẽ vô cùng, với những quyền uy, với những thế lực, nhưng điều mà họ phải có cái phước kìa, cái phước nó hỗ trợ kìa, thì nó gìn giữ được. Chứ còn nếu không có thì thắng người ta, coi như là chiếm thành người ta thì rất là dễ, mà giữ được thành nó bền lâu thì không dễ dàng. Thì thế là có lân bang, hay hoặc là có ở trong nội quốc chắc chắn sẽ có biến loạn, là chỉ thế. Giữ được là một phần khác nữa, chứ cuộc đời này không có dễ dàng đâu, nó không dễ dàng được chính ta đâu. Tu là nó dễ, nhưng giữ được cái đời sống tu nó thật là khó. Người giữ được cái ý niệm tu, một cái trí kiến tu tập, một cái lý tưởng tu tập lại càng rất khó. Ai vô cũng tác pháp ít mang, nó rất là dễ.
Nhưng giữ được một con đường, đi trên con đường tu tập này thì không là dễ dàng. Chư Phật tử thì nó cũng rất là khó, chứ không phải chuyện đơn giản. Nếu chúng ta không biết có sự chăm sóc, có sự bảo trì các cái thiện pháp thiện sự thì chắc chắn rằng cũng không dễ dàng gìn giữ. Đời sống của người cư sĩ, rồi nhiều khi mai chúng ta vì lý do hoàn cảnh, lý do cuộc sống, lý do tâm tư tình cảm, rồi trôi dạt nơi này và đi từ nơi kia, rồi bị cái tình, bị cái trách nhiệm, bị cái cuộc đời nó che, nó phủ, và đến khi chúng ta dừng lại, đến khi chúng ta nhớ ra, thì lúc đó mình già, hay là mình bệnh, mình gần chết, thì hối hận đó, nó sẽ không kịp. Dạ, cảm ơn quý vị đã nghe đi thôi. Và kính thưa quý vị, cho nên vì vậy, được tài sản là một chuyện, có tài sản là một chuyện, mà được giữ được, như đã nói là do cái gì, do cái phúc phần, hay là có từ cái phúc phần này nó giữ được, hay là do cái quyền thế đó nó phát sinh được, do cái phước, thì cái phước hay cái lộc đó mà người ta gọi, tức là con người có lộc, con người có phước, có phước có phần thì bất cứ như thế nào thì cũng sẽ có. Như chúng ta thấy có một lần mà ở trong kinh mà có nói rằng, ví dụ một hôm mà đi ngang cái sa mạc đó, đi ngang sa mạc, các thầy tỳ kheo phải đi ra một đoạn đường mà đi ngang sa mạc, thì mới bạch Phật rằng đây là một con đường mà chúng con chuẩn bị đi qua rất là khó khăn, bởi vì nơi đó là sa mạc, không có nhà cửa, không có ai sống ở đó. Thì nhờ Đức Phật chỉ dẫn giúp đỡ thì Đức Phật nói được, chỉ có cái gì, ở trong đoàn có ngài Siêu Quả Lý không? Nếu như có ngài Siêu Quả Lý đi thì các ngươi cứ yên tâm đi. Cái đó là chư tăng cộng hưởng cái phước phần, bởi vì ngài Siêu Quả Lý có cái phước, chúng ta không bao giờ mà có thể thiếu được. Thì là người không cúng thì chư thiên phải xuống cúng dường, mà như vậy mới được đầy đủ. Thì ở đây muốn nói rằng cái phước cái phần, bởi chúng ta tạo cái phước, đừng có suy nghĩ rằng phước Phật nó không phải là một cái việc gì ở trong cuộc đời mình tu, mình hướng phước, cái phước coi như là phước Phật, phước đức, phước trí để sớm chấm dứt sinh tử đau khổ, và thật đúng như vậy. Những điều mà cái phước Phật này nó là một cái hỗ trợ trong quá trình chúng ta tạo các cái pháp độ ba la mật rất là cần thiết. Và nếu chúng ta có cái phước Phật thì chúng ta mới có nhiệt được, có thể chúng ta mới ban đại, chúng ta phải chia sẻ, có thể giúp đỡ nhiều người nữa. Nhưng không chỉ là cái phước Phật, mà chúng ta phải có cái sự phước đức, hoặc là mà chúng ta có cái phước trí tuệ thì nó mới được đầy đủ. Đó cho nên mới gọi là chúng ta mới trọn vẹn cái tam phước đó. Rồi khi chúng ta tạo được cái đó đó, nó không dễ dàng. Mà cũng không ai, mà khi chúng ta đã tạo được rồi thì không ai cướp, không ai lấy được, không có thể người nào mà có thể sang đoạt được. Và cái điều này cũng là một cái phúc phần, cũng là một cái lợi thế cho chính chúng ta. Nó mới giữ được cái tư lương, cái tài sản của chính mình. Cái phước phần hay là cái phúc phần đó, nó giữ tài sản đúng như vậy. Và chính vì, kính thưa quý vị, tại sao mà người ta đấu tranh, người ta chạy quyền, chạy chức, người ta chen chân vào những cái nơi mà như thế này, như thế kia, để người ta tầm cầu cái danh, tầm cầu cái quyền, và từ cái danh cái quyền này để nó sản sinh ra lợi cho người. Và thế là chúng ta mới thấy được biết bao nhiêu, từ xa xưa cho tới ngày hôm nay, bất cứ nơi đâu nó cũng có một cái sự đấu tranh về quyền lực, đấu tranh về quyền thế. Mà có đấu tranh bất cứ hình thế nào, phải nói rằng là con người có phần có phước thì sẽ được. Còn nếu như không có phần phước thì không thể được. Được cái sự truyền trao của các vị thầy cũng là cái duyên, cái phần phước. Và được cha mẹ cho lại những cái tiền của cũng là cái phần phước. Chứ không phải nói rằng là con út, là con trưởng sẽ được hưởng đâu, chưa chắc. Nhiều khi là con cháu trong nhà chưa chắc được hưởng. Mà nhiều khi giờ cuối đời có một người nào đó họ chăm lo cho người đó, mà không là con cháu gì cả, chỉ là một người
người dân nước lã đó, những điều mà họ lại được, họ lại được cho tài sản bôi nhọ của Tổ quốc. Và những người này có cái duyên, cái nợ với chính họ, và thấy là có thể là ủy quyền hay là để là di chúc cho chính những người đó. Thì tất cả những hình thái đó đều là do cái phước, cái phần của chính người đó. Cho nên hiểu được cái tinh thần này thì chúng ta làm các công đức, và chúng ta không phải tranh đấu, chúng ta làm những cái chuyện mà đưa đến khổ đau, hay là dùng cái cách ác này, cái thủ đoạn này, cái việc ác kia để chúng ta tạo lộc, thì sau khi chết chẳng những chúng ta trong hiện tại đó chúng ta không có, thì chúng ta cũng sẽ mất thôi. Mọi quý vị biết bao nhiêu người một khi có đạt được có cái phước, có điền, có đất đai, nhà cửa, cái căn bản như vậy, rồi bắt đầu cái ở Việt Nam chỉ là cái số đất, quý vị biết đến cái đất bán được một số đất nhà cửa, từ lúc đó tới tự nhiên cái đất nhà không có cái chuyện gì hết, nghĩa là đến khi có cái dự án đi qua, có một cái công trình gì lớn thì nó sôi đất lên, giá đất nó gấp trăm gấp ngàn lần, đến khi họ có tiền của lúc đó họ chỉ chi xài ăn tiêu, và thế là nó mất hết, không còn cái gì hết trơn. Hay những người mà được trúng số đó thì cũng vậy, nếu chưa ai có trúng số thì chúng ta biết họ có cái phước, họ có cái phước ngay lúc đó, nhưng điều họ không có cái phước giữ được. Thì từ cái dư thừa mà xưa nay tới giờ họ chưa bao giờ họ được, họ thấy mơ như mơ và được một số tiền mà cầm trong tay mình, có cái quyền quyết, và thế là họ tự quyết, thế là họ lao vào một cuộc ăn chơi xa đỏ, và thế là đến khi dừng lại thì phải nói có những người quay lại buổi bắt đầu, từ những người khổ đau, từ những người không có cái gì trơn, thì rốt cuộc nó cũng hoàn lại như thế. Ở đây tức là không có phước, không có phần. Trong cái sự tu tập cũng vậy, chúng ta phải nhớ là chúng ta luôn luôn có một tích cực để làm các công đức thiện sự. Thế nào là nhiều, thế nào là ít? Ở trong cuộc đời này có một số người nghĩ rằng mình làm nhiều cái công đức, nhưng tại sao mình bị nạn? Sự thật chúng ta làm có bao nhiêu công đức đâu. Trong cái đời sống bình nhật mình, cái thiện và cái ác, cái nào nó nhiều? Đa số là cái ác nó nhiều hơn, mà ác thì nó dẫn đến ác. Đó chính là cái việc mà chúng ta phải đối diện trong cái sự mất mát, trong sự đau thương, trong sự khổ sầu trong cuộc đời này. Vì vậy cho nên ở luôn luôn cố gắng tranh thủ làm những công đức, những thiện pháp chưa sanh họ làm, và những thiện pháp đã sanh họ cảm thấy hoan hỷ, có cái sự hoan hỷ với những việc đã làm. Cũng như là khi mà chúng ta làm cái việc phước, có tư tiền, có tư hiền, có tư hậu, họ vui với những cái việc phước đã làm, nó cũng là làm cho phước nó phát sanh. Có cái sự tư niệm như thế cũng là tư niệm được cái việc thí của mình đã làm, bố thí mình cũng dường. Chính đó là những cái hành trang giờ phút cận tử, những cái cảnh rất tốt, cảnh lớn này, nếu chúng ta biết tâm tư thường xuyên như vậy để hỗ trợ cho cái lộ tâm cuối cùng, cái tâm tử cuối cùng của mình an trú vào cái phước của mình, mình đã tạo cái công đức, không chuyện gì mình phải nặng nề. Và nhờ như vậy mà họ được giảng sanh về cảnh giới lạc, được tiên vui, được tốt đẹp. Trong cuộc đời này, từ cái chỗ chúng ta được giữ gìn đó, thì tính thưa quý vị, chúng ta tu, chúng ta làm việc phước là một chuyện, nhưng cái lòng của người mình luôn luôn mong cầu, luôn luôn ước muốn, mà gọi là Ichangarang Parikasti, là nói sư phụ đây tôi nhấn mạnh cái chỗ này đi, chúng ta Icha nó rằng Parikasti, tức là ở trong cái nguyên bản như vậy. Cái sự ước vọng nó thúc đẩy, nó hướng con người. Thì ở đây nó có hai cái giá trị Icha, hai cái tinh thần ước vọng hay là ước muốn. Một ước muốn để chúng ta làm các công đức thiện sự được nhiều, hay là cái phước đó gọi là cái phước hữu lậu đó, hay là chúng ta làm bằng một cách ước muốn là quan, là vua, giàu có, quyền thế lực, thì đó là cái ước muốn nó đưa đến cái đau khổ, cũng là muốn
mà hết kể cả luôn đi, chúng ta tu cũng phải ước muốn tu. Thì cái ích xá nó có nghĩa là một cái gì, một cái nguyện vọng, một ý chí mà nó đến dẫn dắt, chỉ đưa. Cũng như là người tu, nếu như không có một lý tưởng, không có tâm niệm, họ không tu được. Mà nếu như họ tu mà kiểu như là tu qua đời, tu qua ngày chờ qua đời, thì cái chuyện đó chúng ta biết là con người đó chỉ là những người lười biếng, chỉ là những người hèn nhát, hay là sống qua đời chờ qua ngày, cứ cứ sống mong cầu nương gá vào những cái việc của người hay là nhờ người, thì những con người đó không có một giá trị tích cực, không có một cái giá trị tiến tu một chút nào hết. Mà còn nếu như trong cuộc đời sống tu cũng vậy, trong cái đời sống của người đệ tử cũng vậy, dầu cho là xuất gia hay là ở thế tục cũng vậy, các hàng cư sĩ cũng vậy, cũng phải có một cái tức là cái icha, nó rằng barikasti này. Nếu như chúng ta là những người mong cầu, bởi vì chúng ta thấy cuộc sống nó khổ đau nhiều, chúng ta cảm thấy nhàm chán, chúng ta cảm thấy sợ hãi, và chúng ta có sự mong cầu để chúng ta làm các thiện sự để là hành can, hay chúng ta mong cầu để chúng ta thoát khỏi cái sinh tử khổ đau, và chúng ta hướng tâm tới cái điều đó và chúng ta nuôi dưỡng nó. Và trong con đường tu tập đó, nó thật là dài, chứ không phải là tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Có những người có cái lòng nhiệt huyết buổi bắt đầu hết sức mạnh mẽ, nhưng điều sau đó được một tháng, được ba tháng, được sáu tháng, được một năm hay năm ba năm, họ buông bỏ, họ buông bỏ một cái, họ quay 180 độ luôn, họ không còn một cái sự cố gắng gì hết. Họ cứ như là họ cảm thấy họ cố gắng, họ đã không đưa đến cái kết quả. Chúng ta nhớ cái sự cố gắng đó nó phải cố gắng bền bỉ, cũng như cái việc mà chúng ta tạo các công đức phước lành như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, vân, hay là chúng ta bố thí, chúng ta tu tập, hay là bố thí, trì giới, tu tiến, cái tu tiến nó phát triển rộng hơn đi. Các công đức thiện sự mà chúng ta phải góp nhặt thật là nhiều, chúng ta tu tập nó có một thời gian để từ đó nó đưa đến những cái hành động, việc làm, lời nói, ý nghĩa của chúng ta, mà đưa đến mà cái paramattha parami, tức là đưa đến cái đỉnh cao kìa, đưa đến cái pháp độ cao cả kìa, bờ kia, bờ trên, bờ cao thượng. Tức là hiểu, chúng ta làm cái việc này với cái mức ước mong không còn cái sinh tử nữa, ý đăng quá tâm mê đa năng a sẽ quắc thay già của hàng hồ tú, thì như thế thì mới được. Chứ còn nếu như trường hợp mà chúng ta cứ như là tối nào cũng thành, nó cứ như là mà để hết vô minh thì thành đạo thì cũng được vậy thôi, thì nó lâu, thật là lâu, năm thật là lâu, dài thật là dài. Còn cái người mà có một cái tâm hướng tâm, thì cái sự cố gắng đó, cái sự chuyên cần gấp rút đó để chiến thắng, để chấm dứt cái sinh tử khổ đau, hay ít nhất nếu như một người, bây giờ nói trên cái bình thường, một người đó tuổi trẻ được học hành nhưng không có những ước mơ, không có những hoài bão, không có những cái ý nguyện mạnh mẽ, thì không thể thành tựu trong cuộc đời này. Là một người tu thì nó lại càng mạnh mẽ hơn, phải chịu nhiều cái ngập ngừng và khó khăn hơn nữa. Bởi vì sao vậy? Tuy cuộc sống người tu rất nhẹ nhàng, nhưng nếu mà đứng trên cái nhìn, cái nhìn mà quyết chiến với cái vật phiền não, thì chúng ta phải biết rằng là ngày hôm nay chúng ta làm không được thì ngày mai, và cứ như thế nước kia từng giọt nhỏ hơn rồi cũng sẽ tan chảy. Chúng ta phải có một cái tâm lý xuất gia một cách mạnh mẽ như vậy, có một tâm lý tôi là tu tập một cách thoát khổ vững chắc như vậy. Từng những việc làm, hành động lớn nhỏ đều là những công đức này đưa đến bờ giác ngộ, đưa đến bờ giải thoát. Chúng ta phải có suy nghĩ như vậy, chứ còn không thể nào mà chỉ có một chút, chỉ có một chuyện, chỉ có một điều đó mà chúng ta chấm dứt được sao, chúng ta thành tựu được sao, rất là khó. Phải nói rằng để thành một người, để làm một con người chứng đạo chứng quả, chứng thánh đạo thánh quả, người ấy tạo các công đức phước lành nhiều,
Mà khi chúng ta có một sự tích cực để cố gắng chúng ta tu tập mà chúng ta thấy không được, thì chúng ta biết là ba la mật chúng ta chưa đủ. Chúng ta cố sự cố gắng hành ba la mật tốt hơn nữa, nhiều hơn nữa. Đó, và đó là cái ý chí tiếp tục. Cái Chanarang Parikasti này nó dẫn dắt chúng ta. Và chúng ta cũng nhớ đó, cũng chính cái ý chí này dẫn chúng ta đến chúng ta tu cũng. Rồi đó đến đó chúng ta tu, chúng ta chưa có thành, chưa hay hoặc chưa đạt được, thì bắt đầu cái ý chí khác, ý chí của cái phóng dật, của cái hoài nghi, của cái phóng dật, cái hoài nghi, và nó dẫn chúng ta, thế là chúng ta bỏ cuộc. Tạo nhiều cái ý chí, tạo nhiều cái ít xa nó răng nữa, thì nó dẫn dắt đến chúng ta đến cái chắn sẽ về đích. Còn nếu như trong cuộc đời này biết bao nhiêu người đi về được đến bến giác, thì người đi trước thì người đi sau, chúng ta phải tạo nhiều cái công đức. Và cái điều mà tất cả chúng ta thấy ở trong kinh giải nói, tức là cái điều mà nó khó bỏ đó chính là cái, hay là cái khát vọng, cái sự ham muốn của con người. Ở đây chính là cái nút sĩ giác, cái phiền não nó ngủ ngầm, nó tiềm miên, cái dục tiềm miên này từ vô vàn. Trong lòng chúng ta luôn luôn khao khát gì? Nó luôn luôn khao khát được cái gì? Được sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, như là khao khát về ngay cả sanh về các cảnh giới thiền, của thiền sắc giới, thiền vô sắc giới luôn. Thì đó cũng chính là còn trong cái kiềm tỏa của lưới ái này. Bởi cho nên khi một người tu vượt ngoài cái tam giới của cái gì, của cái kiểm soát của kama, của charan, coi như là ở trong chúng ta gọi là trong tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới này, thì vượt qua được như vậy đó thì chúng ta mới thành tựu được. Chứ còn cái cảm giác của lạc thiền, của thiền sắc giới, của thiền vô sắc giới, chúng ta đã đi qua rồi. Mà nếu như chúng ta đã đi qua rồi mà ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục, chúng ta trở lại, thì chính cái điểm đó là cái điểm chưa có tận cùng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái điểm đó cuối cùng sống ở trên đó hết cái tuổi thọ, không còn được hưởng được cái thiền lạc nữa, tái sanh về khổ dục này, rồi cứ tới tiếp tục sanh tử nữa. Vì vậy cho nên cái sự ham muốn, khi cái sự ham muốn nó khó bỏ, đúng như vậy đó. Cái dục này, chúng ta thấy một số người cảm thấy họ rất, cái đời sống rất là tốt đẹp, nhưng thời gian thì tại sao chúng ta thấy họ buông bỏ? Bởi vì cái dục ái tiềm miên. Hay một người chúng ta thấy họ rất là hiền, nhưng được có lúc họ gây ra nhiều cái tội ác, như là giết người hay là làm những cái điều mà nó vướng vào phạm pháp vân vân. Đó chính là cái sân độc tiềm miên của chính họ. Họ chịu đựng hết nổi, tưởng là họ không nhớ nữa. Họ làm nhiều cái việc khác. Thì cũng vậy, cái dục tiềm miên này, nó cũng thêm là ẩn tiềm, nó không dễ dàng mà bỏ đâu. Bỏ ngay cái lúc đó. Có thể là trước mặt, chúng ta thấy họ không có gì hết. Những điều ở sau đó, tức là cái phiền não đó, ngày hôm nay họ bỏ được, nhưng ngày mai chưa chắc bỏ được. Chúng ta, bởi vì chúng tôi thường nói là cái gì? Đừng bao giờ mà bình phẩm trợ người đó sao ác quá, người đó sâu xấu quá mà họ làm như vậy. Tuy họ làm như vậy nhưng chưa chắc đến chúng ta bị cái hoàn cảnh như họ, bị cái che khuất, do vô minh này che khuất, hay bị cái ái tiềm miên này, cái sân độc tiềm miên này. Khi chúng ta có thể sang đoạt giết người hay chúng ta làm những cái chuyện gì nó khủng khiếp hơn nữa, đó chính là do cái sân tâm, hay do cái lòng tham muốn của chúng ta chưa biết ai hơn ai. Cho đừng bao giờ có cái tâm mà đố kỵ, hay là cái tâm mà chúng ta nói bình phẩm người khác. Bởi khi làm việc ác chưa biết ai ác hơn ai đâu. Tuy chúng ta thấy cái việc của họ rất là ác, bởi vì cái tâm mà nó che khuất, nó mê mờ của cái lòng dục, của cái lòng tham, của cái lòng sân này, của cái lòng si này, rồi của cái tâm đố kỵ, của tâm ganh ghét oán hờn, rồi chúng ta không còn cái trí tuệ. Họ chỉ làm bằng một cái tâm mà sao không lưu tình được,
nó bén, rất rất bén. Cho nên hiểu biết được một cái sự tình như vậy là chúng ta biết cái sự khát vọng, cái tâm tầm cầu này nó ghê gớm lắm. Chính cái tâm ham muốn này mà nó chính là samudaya sakyan, tức là cái gì, nó dẫn dắt biết bao nhiêu là cái sự khổ ở trên cuộc đời này. Và chính ở trong bậc kinh chuyện Pháp Luân chúng ta thấy Đức Phật nói khi ta giác ngộ cái nguyên nhân sinh khổ xưa và nay chưa có ai biết được. Cái mà chúng ta biết cái lòng tham đó, nó dẫn dắt tới cái lòng tham đó, đó là ở đây, tức là cái tiềm ẩn đó, trong cái tấm lòng tham của mỗi con người để dẫn dắt đến cái sự khổ của tất cả. Đức Phật này đã thấy, Ngài đã nói, và Ngài đã nói thời pháp đầu tiên chính là cái gì? Cái lòng ham muốn này nó là nguyên nhân, là một, và cái sự dính mắc của nó chúng ta không bao giờ dễ bỏ. Quý vị thấy người ta có thể bỏ tiền, bỏ tài sản, bỏ thứ này thứ kia, bỏ người thân, nhưng khi mà đụng đến cái ngã chấp của chính họ, đó cũng chính là nó, đây là cũng chính là sự cột trói, cũng là cái chấp ngã này nó cột trói. Đổi biết bao nhiêu là chúng ta gọi là bị xúc phạm cái danh dự. Nó mắng tôi, đánh tôi, chửi mắng tôi, cướp giật của tôi, ôm ấp thì đau khổ sẽ không bao giờ nuôi, mà không ôm ấp thì đau khổ sẽ không nuôi. Chẳng qua đó chính là một cái sự chấp thủ, đó là sự tôn tạo, đó là sự giữ gìn của ngã chấp này. Thì thật ra cuối cùng chúng ta tôn tạo cho chính nó khó bỏ quá. Nhưng sự thật đó thật sự là khó bỏ. Khi đụng chạm, khi cảm thấy mình bị mất cái danh dự, mình cảm thấy mình bị mất, mình bị thua thiệt, mình bị cười đùa, mình bị, nhưng sự thật ra xét cho kỹ rồi cuối cùng họ đi về, họ cũng sinh hoạt, cũng chả có nhớ mình cũng chả có phải ảnh hưởng gì họ, cho mình không có bị phân tâm. Cho nên việc phải kích cái phần này chỉ dạy cho tất cả chúng ta biết như vậy, và chúng ta biết buông bỏ đi thì nó đó đâu có chuyện gì. Nếu như chúng ta cứ dính mắt là chết. Quý vị ở trong cái bài kinh bảy màu hay đó, dân một người tu tập đối diện với sắc đẹp thứ hai, người thân bị ông xúc lạc ngồi bị ấy bị vướng, đó là một bị vướng cái thứ nhất. Cái thứ hai vị ấy có cái sự trì giới, có cái sự trì giới, và tưởng cái trì giới họ lại tự mãn với cái khả năng của chính họ như vậy, cũng bị giết chết. Và đến khi mà chúng ta tu tập thiền định luôn thì cũng có cái bảy màu thứ ba, họ cho rằng họ là có người tu, có thiền, có định như thế này thế nào, họ tự mãn trong cái đó thì cũng dính cái bảy thứ ba. Cuối cùng thì cái đàn ai biết được đây là sự nguy hiểm, nó không dính vào, thì đó chính là biết buông bỏ cái ngại chấp, nó không có vướng. Mà chúng ta có cái lòng chúng ta ham muốn á, thì chúng ta làm các cái việc ấy thì như là chúng ta đã vướng vào cái bẫy luân hồi, hay là chim hay là nai nó đã vướng vào bẫy của người thợ săn, hay là chim vướng bẫy. Quý vị biết càng nhảy nó càng cột mãi. Cho nên ở đây cái lòng tham muốn trong cuộc đời, cái khát vọng trong cuộc đời, cái sự ham muốn ở trong cuộc đời mà chúng ta bị dính mắc, chúng ta bị mà dính mắc thì chúng ta bị cột trói, đó chính là chúng ta bị dính bẫy, chúng ta bị mắc bẫy. Và cái dính bẫy, cái mắc bẫy này thì không ai có thể gỡ cho chính ta được. Chính tự chúng ta trong cái đời sống bình thường này biết tập buông bỏ. Mà cuộc đời này, kính thưa quý vị, có đau thương nhiều lắm, lòng mình sẽ khôn lớn, có vấp ngã nhiều, nhiều rồi mình mới sáng suốt. Rồi chúng ta thấy những niềm đau nỗi khổ của con người, chúng ta hãy khởi lên cái lòng từ mình biết cái gì, biết đè nén cái sự sân hận, cái sự bực bội của chính mình xuống, mình thấy cái điều đó mình mong muốn mà nó không có, nếu như không thấy không có phước thì nó không có được đâu, thì đừng nên mong muốn. Nếu chúng ta thấy rằng cái lòng ham muốn này, cái sự sân này nó gây đến cái đau khổ của mình, bệnh hoạn, bị tổn hại thì thôi, hãy buông bỏ và đừng có gây cái gì quan kết đời này đời sau khổ lắm.
Chúng ta nhịn không phải là chúng ta thua. Chúng ta nhịn không phải là chúng ta không hiểu biết, mà chúng ta nhịn, chúng ta hiểu biết, chúng ta chấp nhận thua. Bởi vì sao vậy? Chúng ta không có muốn quan kết trong vòng sanh tử luân hồi nữa. Chúng ta biết biết đề Bà Đạt Đa chỉ cục kết quan trái với Bồ Tát một chút xíu, chỉ cái món đồ thôi. Mà quý vị thấy từ cái cột tối này, từ cái sự bực tức này, rồi nó gây qua nhiều cái điều ác. Từ cái điều ác những kiếp sau ra sao nó tăng mãi lên. Thì cũng vậy, biết được trong cái mà chúng ta bị cột tối đó, cái chúng ta bị dính mắc đó, chúng ta biết sống từ buông bỏ. Nó rất khó, nhưng điều nó tập cũng sẽ được mà. Cũng như mình nói rằng là cái tánh mình nó sân thì chúng ta tập bớt sân, cái tánh mình nó tham thì tập bớt tham, bớt buông bỏ một chút xíu. Cái việc lớn chúng ta khó bỏ thì chúng ta bỏ việc nhỏ, rồi từ cái việc nhỏ thì từ nó lần ra. Chứ nếu chúng ta không hiểu, chúng ta không muốn buông bỏ thì nó không dễ bỏ. Cuộc đời này có bao lâu mà ứng thời đúng như vậy, đúng như vậy. Chúng ta cũng đừng có nhiều quan kết. Rồi gặp nhau kiếp này, kiếp sau có gặp nhau nữa không? Nhờ như thế thì chúng ta cũng biết việc buông bỏ những cái sự cột tối quá nhiều, bằng cái lòng thương và bằng cái sự ghét bỏ, để trân quý những gì mà chúng ta đang có, và biết buông bỏ những gì mà chúng ta cần thiết. Bởi vì cuộc đời này nó sống vốn nó vô thường, khổ não nó vô ngã, mỗi chúng ta đều có cái nghiệp riêng. Và kính thưa quý vị, đó chính là khi chúng ta biết được do ái làm nhân, do ái làm duyên, thì chúng ta từ chỗ đó chúng ta mới biết được cuộc đời này cái sanh tử chỉ là cái sự muốn sống thôi. Mà ngày nào chúng ta còn ái luyến với cuộc sống nhiều thì chúng ta rất là sợ chết. Còn nếu như chúng ta muốn sống thì sanh hữu nghiệp hữu này nó dẫn dắt chúng ta đưa đến sự già chết, sự bi khổ não thôi. Cho nên khi mà chúng ta được lợi lộc, được sự tán thưởng, được nhiều cái quyền thế hay được nhiều cái tài sản, chưa chắc đó là một cái điều tốt, mà có chừng đó chính là một cái sự sập bẫy, đó chính là một sự dính bẫy của bảy mồi ma vương, của bảy mồi phiền não. Và chính điều đó chúng ta sẽ khó có lối về, chúng ta sẽ khó có sự tu tập được tốt đẹp, được như ý mình. Và cái bạch quý ngài, kính thưa toàn quý vị, không có đôi điều xin trình bày qua những cũng qua ý nghĩa của các bài học hôm nay là như vậy. Chắc chắn còn nhiều cái điều thiếu sót, cũng mong chưa trong bức tăng quý ngài tạo lượng giảng thuyết để cho ý nghĩa của bài học hôm nay được sáng ngời hơn nữa. Và xin chấm dứt nơi đây, như có đi chúc sức khỏe, những mong toàn thể hoan hỷ và kính dân và phúc trần. Chúng tôi trời được thích tới đại thiên vương, các vị sư thiện, chư thần được trị chánh pháp, được là các vị chư thần quý thiên. Các vị tất cả chúng sinh ở chư vương đức cực lượng nguyên, xin tất cả quan hỷ và mong cho tất cả đến siêu tăng và toàn thể đại chúng được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy và Nam mô Tham Ma Giác Nam mô Sư Thầy. Sa thưa Thượng Trưng, thưa tòa thưa quyền, bạch thưa tòa thưa siêu, không biết thượng tòa có ở trước máy và nghe được không? Nếu thượng tòa thưa siêu nghe được, xin thưa tòa không hiểu cho biết. Khi nãy dường như là thượng tòa thưa siêu cũng có một ít cảm hứng với một vài ý nghĩa ở trong bài kinh nghiệm hôm nay đối với chữ Siri, đối với quy luật. Nếu được xin kính thưa thượng tòa quan hỷ giảng thêm ý nghĩa của bài kinh này và cái nhìn của thượng tòa, kính cung kính thượng tòa tu sĩ. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính bạch Thưa Tăng, kính thưa quý vị, ở trong bài kinh này chỉ có ba điều
năm câu hỏi nhưng mà chỉ có ba điều thôi. Thứ nhất, ồ nếu nếu câu hỏi mình tương đối đang đeo lên là nói về ý, nói thêm về ý nghĩa câu sứ đi phô ca nắp mai sạch vô thì ở đây chúng tôi chỉ giảm thêm ý nghĩa của câu đó thôi. À, kính thưa quý vị, theo trong chú giải thì ở đây chữ Siri được giải thích là Siri thí, Siri thí Isariyan. Chữ Isariyan ở đây có nghĩa là cái quyền, quyền thế. Hay là quyền lực. Riêng về cái chữ xử lý thì chung như khi nãy chúng tôi có trình bày đó, là chữ Siri nó là một danh từ có rất nhiều nghĩa. Nếu mà chúng ta xài trong cái nghĩa danh từ đó, thì ở đây có nghĩa là phần hay là cái sự may mắn hoặc là vận may. Và nếu mà xài cho cái nghĩa tỉnh từ, chữ chữ Siri ở đây là cái gì nó tốt đẹp, hảo hạng. Và người ta dùng cái chữ Siri như là một cái tiền tố, một cái tố từ mà một cái từ tố để ghép với một chữ khác để chỉ cho cái sự sang trọng, cái sự quý phái. Như khi chúng ta nói cái này Siri gấp pháp ngự phòng là phòng của vua, hoặc là Siri xài danh nát thay vì xài chữ ngự sàng, người ta nói xài cái chữ lông sàng, tức là cái giường của vua. Hoặc là Sirijana xa là xe mà vô đi, vân vân. Thì xài cái chữ Siri trong cái nghĩa đó. Nhưng ở đây trong cái bài kệ này, khi mà được hỏi rằng cái này chúng ta tách ra kinh sụ phô gà năng a sa vô, phô gà năng là tốt từ của cái danh từ Asiya. Chữ Asiya ở đây có nghĩa là cái sự chất chứa.
cái nơi cái chỗ mà để dự trữ. Cho nên chữ Asayo được định nghĩa Asayo tí Vasanathana trong chú giải đó, có nghĩa là cái chỗ mà chứa để, cái chỗ mà chứa để. Thì khi hỏi cái gì là chỗ quy tụ tài sản thì Đức Phật nói là Siri Phô Ga Năng Asiyo. Ở đây chúng ta phải dịch cái chỗ này là cái quyền thế là quy tụ tài sản. Tại sao vậy? Isarayehi Afimuki Phute Thalatopi Chalatopi Phô Ga Agachan thì về quá. Bởi vì tài sản ở dưới nước, ở trên bờ nó đều đi đến cái cửa quyền thế, cửa quyền thế. Vua có quyền ở trong quốc độ thì tất cả những cái tài sản của chìm của nổi ở trong quốc độ đó đều thuộc về của vua. Nhà quan khi mà được vua ban phong cho ấp làng thì những cái tài sản ở trong cái vùng đất đó là thuộc về cổ quan. Ngày xưa cái thời phong kiến, cái khu làng mà đang ở, nhà cửa dân chúng đang ở như vậy, nhưng mà hễ vua ân tứ cho một vị bà la môn nào đó hay một vị quan đại thần nào đó cái ngôi làng đó, thì như vậy toàn bộ những gì ở trong làng này, ngay cả cái việc mà thuế má thu được cũng thuộc về cũng thuộc vị quan đó. Cho nên trong cái câu này thì Đức Phật này do cái câu hỏi của cái vị trời hỏi lắc léo chút xíu xem có cái gì tích tụ cái tài sản, cái gì tích tụ tài sản, thì Đức Phật này nói rằng chính cái quyền thế là tích tụ tài sản, đúng là như vậy. Ở trong ba cái pháp mà Đức Phật ngài giảng, ngài giải thích cho vị trời để nghe, thì cái câu đầu tiên, câu đó nó thuộc về cái nhóm thiện pháp. Còn câu thứ hai đó thì nó thuộc về cái nhóm có thiện, có bất thiện pháp.
Nhưng mà trong ba câu còn lại Đức Phật trả lời một chữ là chữ Ichha, tức là cái lòng ham muốn đó. Thì cái đó nó nghiêng nặng về cái giới thiện, bất thiện pháp. Quả thật vậy. Trước hết, cái gì gối hộp tư lương, tức là hành trang mang theo trong vòng sanh tử luân hồi đó, thì ở trong chú giải nói rằng khi mà một người sanh khởi cái niềm tin thì họ bố thí, họ giữ giới, họ thực hành trai giới, bát quan trai giới được. Thì như vậy ở đây, như người Phật tử chúng ta, tại sao người Phật tử chúng ta lại có thể bỏ tiền ra để chúng ta mua sắm thực phẩm, để chúng ta đi làm phước, trong khi đó làm phước không được lợi cái gì hết? Nếu mà chúng ta đóng thuế cho chính phủ thì chính phủ họ còn lo công việc cho mình, cái này cái kia vân vân, hay là về già đó thì chính phủ họ lo họ nuôi lại. Nhưng mà trong khi chúng ta đi làm phước đó, thì chúng ta thấy kể như là bỏ ra mất. Nhưng mà tại sao chúng ta làm một cách quan hỷ? Đó là do cái niềm tin. Chúng ta có niềm tin nơi Phật pháp, chúng ta tin lý nhân quả, chúng ta tin lời Đức Phật dạy rằng là như trong căn nhà bị cháy, tài sản nào được lấy ra khỏi căn nhà cháy đó thì mới có lợi ích đến cho cái người gia chủ. Còn cái gì mà bị kẹt ở trong căn nhà thì nó sẽ cháy rụi. Cũng vậy, khi cái thân ngũ uẩn này bị cháy bởi sự già, sự chết, thì bây giờ nếu như mà chúng ta có tài sản gì của nổi của chìm mà chúng ta chưa để dành đó, cái gì mình ăn xài thì cái đó sẽ hết. Cái gì mình có giữ lại đó thì cái đó sẽ phải để cho người khác thừa hưởng, còn mình chết ra đi với hai bờ tay trắng. Vì chúng sanh asako loko sabang pahaya gomariyan, đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Và tha cam mang cứ biết sanh tính, chúng sanh ra đi tùy theo cái nghiệp của mình đã tạo thôi, tùy theo cái nghiệp của mình đã tạo. Cho nên cái mà chúng ta bỏ ra để mà chúng ta làm phước bố thí á, thì cái đó được xem như là nó hữu ích cho chúng ta đời sau. Bởi vì cái gì mình ăn thì mất, mình cất thì phải bị kẻ khác cướp đoạt. Chỉ có cái gì mình cho ra rồi thì cái đó còn là của mình. Khi chúng ta đặt cái niềm tin nơi Phật pháp như vậy thì chúng ta mới hoan hỷ trong cái việc bố thí, giữ giới như vậy. Khi mà một người có cái niềm tin nơi Phật pháp, họ sợ
ở trong tương lai phải bị cái hậu quả là bị chết yểu hay là bị thương tật, cho nên hiện tại họ mới giữ giới không có sát sanh. Mặc dù hồi đó đó khi chưa biết Phật pháp thì đi câu cá, đi bắt chim, mình thích thú, mình vui vẻ. Nhưng mà bây giờ biết Phật pháp rồi thì mình bỏ cái thích đó đi, mình bỏ cái những cái thức ăn đó đi để mình không có sát sanh, là do này nhờ niềm tin. Tất cả các giới chúng ta giữ được do nhờ niềm tin. Ngay cả đời sống của vị tỳ kheo giữ giới quý vị, trong tứ thanh tịnh giới thì Patimokkha Sanvaro Sakkhaya Sampanno Hồ Chí được thành tựu việc thu thúc giới bổn là do nhờ niềm tin. Cũng như được thành tựu cái việc thu thúc lục căn do nhờ Satya là chánh niệm. Được thành tựu nuôi mạng chân chánh cũng do nhờ cái sự tinh tấn. Quý vị đó. Và được thành tựu cái trí tuệ quán tưởng tứ vững không thâm đắm là do nhờ có trí tuệ Panya vậy. Trong tứ thanh tịnh giới của vị tỳ kheo đã được giải thích rõ ràng thì giữ giới là do nhờ cái lòng tin. Bố thí giữ giới đều là do cái lòng tin hết. Và tất cả những cái thiện pháp như là thính pháp, thuyết pháp cũng đều do nhờ có lòng tin hết. Mà người có lòng tin làm được cái thiện pháp đó thì gọi là có cái tư lương đem theo trong ngày bị lại. Punyani Prakasvin Patitha Hatipa này năng, các phước báo là chỗ nương tựa cho chúng sanh trong ngày vị lai. Đức Phật đã dạy vậy. Cho nên cái câu đầu tiên mà Đức Phật đã dạy Sattha Panthakippa Thayan, chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Còn câu ý nghĩa thứ hai thì nãy chúng tôi nói với vị là cái này là đối cái theo cái thường thức ở bên ngoài không có nghiêng về pháp. Vì ở bên ngoài hễ nhất là vào cái thời xưa, thời phong kiến thì hễ có quyền thế là có tài sản, có quyền thế là có tài sản. Đang nhà nghèo như vậy đó, rồi ráng học chăm chỉ hả, thi đỗ trạng rồi vinh quy bái tổ thì vua phong ấp cho ở đó. Gọi là phong hầu kiến ấp, gọi là thời phong kiến. Thời phong kiến là phong kiến ấp. Ông vua cũng có quyền lắm. Thế khi nào mà cái vị tướng nào giỏi hay vị quan nào có công và làm cho vua quan hỷ thì vua sẽ phong hầu và kiến, tức là cho sắc tướng cho một cái ngôi làng, một cái xã, một cái huyện ở đó để mà quan đó bao nhiêu cái quê lợi thâu thuế là tài sản của ông hết. Cho nên hãy có quyền thế thì
thì có tài sản. Còn cái trong cái pháp thứ ba gọi là ichha, tức là cái sự ham muốn hay là ước vọng, khát vọng, nó có hai trường hợp. Tức là cái khát vọng đó nó luôn luôn nó lôi kéo con người ta chạy theo cái khát vọng. Cái khát vọng là nó lôi kéo con người ta chạy theo. Người ta chạy theo cái danh, cái lợi. Do cái khát vọng. Rồi lại nữa chứ, cái khát vọng đó ở trong đời này, chữ Lukasvi ở trong trong câu ấy là chúng ta phải hiểu Lukasmi là trong đời. Cái gì ở trong đời khó bỏ được, khó dứt bỏ được, đó là cái sự khát vọng, cái sự ước muốn. Con người ta sống luôn luôn có cái sự khát vọng, có cái sự ước muốn. Làm việc gì quý vị, họ muốn làm sao được lợi, được danh, được thành tựu, được vinh hiển, được thành tài đỗ đạt, thì cái ước muốn đó thưa quý vị, con người khó bỏ được. Chữ cha hăng ở đây tức là từ động từ cha ha tiếp và tiếp vị ngữ, tiếp động ngữ đúng có nghĩa là khó, khó bỏ được. Về ichha, cái khát vọng đó đó lại là một cái sợi dây trói buộc. Ichha patha puthu satta, puthu satta tức là puthu chana, nó đồng nghĩa chữ puthu chana là phàm nhân, phàm phu hay là chúng sanh phàm tục bị trói buộc bởi cái khát vọng. Còn cái câu chót ấy, bài kệ này có tất cả là 8 câu. À, 6 câu. Bài kệ này có tất cả 6 câu. 6. Nhưng mà trong 6 câu, cái câu cuối cùng không phải là câu hỏi, cũng không phải là câu trả lời, mà cái câu này là câu thí dụ. Kismin patha puthu satta ba se na sakuni yatha, chúng phạm phu bị trói buộc vào cái gì, như chim mắc bẫy, thì Đức Phật này trả lời rằng ichha patha patha puthu satta ba se na sakuni yatha, chúng sanh bị trói buộc bởi khát vọng như là chim mà bị mắc bẫy vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là có những trường hợp khi mà con người ta còn nghèo, họ khát vọng là được tài sản. Có những người họ nghĩ rằng khi mà họ giàu thì có lẽ họ sẽ giúp đỡ những người nghèo khác,
Bởi vì họ đã qua cái cảnh cơ hàn, họ biết. Nhưng mà đến khi họ đạt được cái nguyện ước của họ thì họ lại quên cái lý tưởng ban đầu. Họ quên lý tưởng ban đầu. Có những người đi học, cố gắng đỗ đạt thành tài để có chức phận, lấy cái quyền hạn đó mà giúp đỡ cho bà con quyến thuộc hay cho dân chúng vân vân. Nhưng mà đến khi mà đạt được rồi đó thì họ giống như chim mà bị mắc cái bẫy, bị dướng vào trong đó rồi thì không còn nhớ được cái lý tưởng ban đầu nữa, thưa quý vị. Ngay cả như cái những vật xuất gia kia, khi hồi còn ở tại gia cư sĩ thì nghĩ rằng có lẽ là mình nên đi tu, nên xuất gia để thoát khỏi cái cảnh khổ đau này. Họ nhớ đến cái khổ đau của luân hồi sanh tử vân vân. Nhưng mà đến khi xuất gia được rồi đó thì do Papicho Echa Pakato, chữ Papicho là ba pá với Echo Echa đó, tức là do cái sự ham muốn xấu xa mà trong kinh dịch là ác dục, ham muốn xấu xa đã chi phối. Thì lúc bây giờ giống như là chim mà đã mắc bẫy rồi thì không có gỡ ra được, còn lao theo cái lợi đắc hung kích, quên đi cái lý tưởng ban đầu là xuất gia để mục đích gì, quên. Cho nên trong ý nghĩa của cái bài kệ ngày hôm nay chúng ta học, chúng ta chỉ học được có một cái pháp đầu tiên thôi, tức là Satha Pathatipatthayam. Chúng ta nhớ cái đức tin là gối cột hành trang tư lương, chúng ta nhớ cái câu đó thôi. Còn hai câu kia thì chúng ta những câu kia chúng ta khỏi cần phải nhớ. Có quyền thế để thu gom tài sản chứ, thì cái này nó càng tai hại cho chúng ta nữa. Bởi tại sao vậy? Đối với kẻ phàm phu thiểu trí, khi mà đã có danh lợi, lợi đắc công kích xuất hiện, thu gom được nhiều, thì giống như cây chuối, khi nó trổ buồn thì cây chuối đó chết. Như lau sậy mà nó trổ cờ, trổ bông thì nó sẽ tàn. Giống như con tuấn mã, con ngựa hay, nhưng mà khi nó đã mang thai thì nó sẽ bất lực yếu đuối. Cũng vậy, người thiểu trí khi mà phát sinh lợi lộc nhiều thì cái trí tuệ của họ tổn giảm và họ tạo nhiều cái phi công đức. Chúng ta nhớ cái chỗ đó. Cho nên chúng ta đừng ham có quyền thế mạnh. Còn cái sự ước muốn thì nó, nếu mà xài chữ cha ở đây nó đồng nghĩa chữ tanh ha đó, thì cái này là bất thiện pháp chúng ta phải bỏ rồi. Nhưng mà lấy cái nghĩa thứ hai mà đi sát á, thì đó là chữ thanh đá,
Thì chan đá cũng có nghĩa là mong muốn. Nhưng mà chúng ta tu tập thì chúng ta nên xài cái chữ thamma chan đá, tức là pháp dục, tức là có cái sự ham muốn ở trong thiện pháp, thì cái đó là tốt. Nhưng mà cái ham muốn trong thiện pháp đó thì không gọi là cha được, chỉ gọi là chan đá, thamma chan đá. Thì đó là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị thêm ở trong cái bài kệ mà vừa rồi Thượng Tọa Thượng Quyền đã giảng. Thì chúng tôi đóng góp bao nhiêu đó, xin kính thỉnh Thượng Tọa giáo trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sát thủ cái trường thưa tổ sư, bất chi tục đích và thưa quý Phật tử, nhưng bài học ngày hôm nay chúng tôi xin tiếp theo lời của thượng tọa tổ sư và trước đó là thượng tọa tự quyền để có thêm một số chia sẻ về ý nghĩa của bài kệ này. Theo kinh nghiệm thực tế mà chúng tôi có được ở đây thì như trong bài học chúng tôi có dẫn nhập ở đoạn đầu đó là cuộc sống này là một hành trình, cho dù là chúng ta sống ở tại nhà không đi đâu hết, nhưng mà nói trong cái ý nghĩa nào đó thì thời gian trôi qua và chúng ta tồn tại trong cuộc đời này nó là một hành trình, nhưng theo cái nghĩa rất thì thưa quý vị đúng là hành trình đó. Mà nói đến hành trang, mà nói đến tư lương đó, thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử một vài cái kinh nghiệm bản thân. Có những chuyến đi nó không giống như những chuyến đi khác, đặc biệt là riêng cá nhân chúng tôi đó, là người bị tiểu đường. Do đó khi mà chúng tôi đi đâu thì chúng tôi không thể làm phiền những người cùng đi với mình, là những người đó họ phải lo lắng cho chúng tôi, mà phần lớn là chúng tôi phải mang theo thức ăn và thuốc uống ở trong cái hành lý của mình. Tại vì không phải lúc nào mình cũng có thức ăn, không phải lúc nào mình cũng có chỗ để mua sắm. Lấy ví dụ là bay từ Mỹ sang bên Bangkok, và khi bay đến đó thông thường đến vào buổi tối khoảng 10 giờ, thì về tới khách sạn check in xong này đó khoảng chừng 12 giờ. Đối với viết rằng 12 giờ khuya ở tại Bangkok thì đó là cái giờ buổi trưa ở tại Houston. Và nếu giờ đó mà chúng tôi không có được ăn cái gì đó thì sự đường nó xuống rất là thấp. Và quý vị ở Thái Lan thì giờ đó thì cũng không mua được, và đặc biệt là nhà sư thì không thể mua đồ ăn giờ được. Thì thường là chúng tôi đi, chúng tôi phải có một ít gì đó. Một thứ mà chúng tôi thường, rất thường để mang theo đó là oatmeal. Dạ, oatmeal tức là một cái loại mà chế nước sôi vô quậy ra ăn để đỡ. Còn nếu khi nào cần nữa thì có một vài gói mì. Thưa quý vị, chúng tôi nhớ là có khi chúng tôi đi xa với một vài vị đó thì các vị không có chuẩn bị những thứ đó. Các vị nghĩ rằng mình có tiền
mình đi đâu thì mình cũng có thôi. Nhưng mà có những khi nơi đặt chân đến một cái vùng đất giữa tại Ấn Độ hay là ở Bhutan mà 11, 12 giờ khuya, có nhiều khi ở đâu khách sạn cũng có gì để mua ăn hết. Đó là chúng ta nói tới cái bối cảnh mà chúng ta sống ngày hôm nay. Ngày xưa đó, ông bà chúng ta khi mà đi đường đó thì nó càng khó khăn hơn nữa, đi qua nhiều cái đoạn đường mà không có hàng quán, có tiền cũng không mua được gì, và người ta phải đem theo những cái loại giống như bánh bao. Người Ấn Độ đó, ấy người Trung Hoa đó, họ có loại bánh bao mà họ chỉ giữ vài ba ngày, bánh bao không nhân. Chúng tôi không biết quý vị biết không, đó không, bánh bao không nhân vài ba ngày không có, không hề có cái không bị hư. Họ gói trong cái ruột tượng á. Và người Việt Nam chúng ta thì cũng có những loại như cơm khô, phơi khô có thể để trong và chúng ta ngâm nước ăn tạm. Có một vài cái loại lương khô như là lính đi hành quân phải là lương khô mang theo. Nhưng mà rồi cho rằng trong cuộc hành trình á, thì cái gì mà chúng ta giữ lại những cái tư lương như vậy? Thưa quý vị, dĩ nhiên là chúng ta phải có cách để bảo quản, để gìn giữ. Nếu mà chúng ta không có khéo bảo quản thì những cái tư lương đó nó sẽ không còn, không có. Cái Pathiya nó khác với cái Ahara là như vậy. Đó là những cái thực phẩm mà người Mỹ gọi là provision, hay là những cái thực phẩm mà nó để dành. Chúng tôi nhớ là ở tại Mỹ này, thưa quý vị, người ta cũng khuyến khích trong mỗi nhà đó, nhất là ở vùng chúng tôi ở đó, có khi bị trời bão thì có những thực phẩm khô, từ rau cải đến bột khoai tây hay này nọ, thực phẩm khô mà để trong những cái shell để dành những, có những lúc mà mình mua không có. Chúng tôi biết mỗi lần bão có nhiều khi 5 ngày 10 ngày là lúc đó các cửa tiệm thì đóng cửa, ta không có điện, xăng thì không có để chạy nữa, thì lúc đó mình phải có thực phẩm khô để mình nấu. Và mình phải có cách nấu chứ mình không thể sống cuộc sống bình thường được. Thì cuộc hành trình đi xa đó nó rất cần những thứ đó. Nhưng mà rồi cái mà để bảo quản cái tư lương là người phải có cách. Mình có chưa chắc là mình có tư lương, chắc là đã chưa chắc là mình đã có thể giữ được. Tại có nhiều người không biết giữ. Chúng tôi nhớ có những lần mà chúng tôi đi hành hương sang Ấn Độ đó, rồi có một số quý Phật tử, chúng tôi cũng quý vị đi đi qua Ấn Độ khoảng 5 ngày 7 ngày thì ăn thức ăn của Ấn Độ hơi ngán. Mà có những thứ mà nó rất cần để mang theo, giống như một chai nước tương, hay nhiều khi một ít xả muối, một ít đồ khô mang theo, lúc mình ăn thì rất là đỡ. Nhưng mà có nhiều vị mang theo không biết cách bảo quản thì vài ba ngày nó hư mất đi. Vài ba ngày nó hư mất. Thì cái khả năng mà để bảo quản cái tư lương của mình, nó là một cái nghệ thuật của người đi được. Đó là điểm thứ nhất mà chúng tôi nói điểm này. Điểm thứ hai đó là mình nói rằng cái chỗ nào để mình gìn giữ tài sản. Cái này thì đối với một người bình thường không có gì hết. Nhưng mà thưa quý vị, với một người đã đi nhiều thì mình biết rằng những cái tài sản mình là tiền, bạc, thẻ tín dụng, những cái giấy tờ tùy thân, đặc biệt là tiền bạc và thẻ tín dụng đó, thì chúng ta phải có cái chỗ mà chúng ta cất. Cất không khéo thì bị móc túi, các người ta lấy đi. Và thậm chí là bây giờ người ta còn có một cách khác nữa, người ta ăn cắp. Nó gọi là RFID, tức là Radio Frequency Identification. Tức là quý vị biết trên mỗi một cái thẻ tín dụng của chúng ta đó, nó có một cái magnetic strip, và người ta có thể dùng cái radio frequency để họ đọc cái đó, giống như cái máy mà đọc vậy đó. Rồi họ đọc cái đó thì họ lấy tin tức dữ kiện của mình, thậm chí lấy tiền của mình, lấy hết tiền của mình luôn.
Bây giờ người ta có nhiều cái thành ra người ta có cho chúng ta những cái loại, người ta có chế những loại ví hay là bóp, và cái ví bóp đó nó protect, nó không để cho người ta đọc cái thẻ tín dụng của mình qua cái radio frequency identification đó. Thì chúng ta phải biết cái mua những loại đó để giữ đi được, tại vì rất là dễ. Hồi xưa chúng ta xài sức bóp da, làm bóp vải vân vân, những cái đó thật sự nó không có an toàn để cất giấu, để cất những thứ đó. Thành ra mình đi đường ngoài cái tương lương mình phải biết bảo quản rồi, thì chúng ta phải biết cái chỗ an toàn để mình cất giữ những cái tiền bạc, thẻ tín dụng, những cái vật dụng, kể cả nữ trang, kể cả máy móc của chúng ta chẳng hạn. Chúng ta không thể biết cách giữ, không biết cách giữ thì nó bị hư, bị hỏng, bị bịch, bị trộm cắp đi. Và một thứ nữa mà những người đi đường cũng rất nên để ý nhé, đó là chúng ta bị những cái scam. Bị scam là bị dụ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ, một cái chuyện rất là thường xảy ra, thưa quý vị. Cái này là một cái kinh nghiệm rất là thực tế của chúng tôi. Người Trung Quốc á, họ hay tổ chức những cái tour mà tương đối rẻ, và họ cho những người du khách đi. Ví dụ như là đi từ bên Mỹ qua Trung Quốc, một cái tour đi 10 ngày họ chỉ lấy 700 đô la bao luôn cái tiền vé máy bay. Nhưng mà họ có cách khác, họ móc túi người ta rất là nhiều. Người Việt Nam mình hay bị ham rẻ, bằng cách là khi họ đi tour như vậy đó, thì họ hay dẫn đến những cái nơi mà để họ kích thích cái lòng ham muốn của mình trong cái chuyện mua sắm. Thí dụ như đặc biệt là mua thuốc bắc, họ có những ông thầy chữa bệnh bằng nhân điện hay là thuốc chữa cái này kia. Và chúng tôi nói điều này quý vị khó tin rồi, có những lần mà chúng tôi can không được, chúng tôi can không được. Những người Phật tử họ đi là họ mua cả 10.000, 5.000, 7.000 tiền những loại sơn hào hải vị, những loại thuốc mà mua về rồi bỏ chứ không có xài. Tại vì lúc đó người ta thấy rằng à, thuốc này quý quá, đặc biệt quá, bây giờ không mua đó thì mai mốt không có dịp trở lại mua nữa. Họ mua rất là nhiều, nhất là những người có sẵn tiền trong túi. Và người ta bán những cái mền bằng tơ lụa, người ta bán những đồ ngọc vân vân. Và chúng ta nói rằng người ta có một cách rất là tinh vi, rất là tinh vi để dụ. Chúng tôi dùng chữ dụ nghe nó kỳ, nhưng mà khi mà mình nói rằng mình mua những cái thứ đó về để bỏ thôi đó, thì thật sự là lúc đó mình mới hiểu tại sao Đức Phật dạy cái ham muốn là cái mà dẫn dắt con người. Và một trong những cái ham muốn mà khiến cho người đi hay bị đánh lạc hướng là ham đồ rẻ. Ví dụ đi hành hương. Đi hành hương á, là đi mà hành hương, mục đích chính hành hương là gì? Là để chiêm bái Phật đất. Nhưng mà qua chiêm bái chứ mua lại lại rồi tụng kinh nghe pháp 1-2 giờ chạy ra ngoài đi mua đồ. Ta thích đi mua đồ mà bây giờ thì đỡ, chứ ngày xưa đó có nhiều người có cái lạ lắm là đi ra nước ngoài để làm gì, để mua đồ rẻ thôi. Và chúng tôi thưa quý vị là phần lớn những đồ rẻ nó mua về không có xài, dạ không có xài, mua vừa nặng vừa phí tiền, nhưng mà người ta vẫn mua. Tại vì những cái chỗ mà khách du lịch đông đảo đó, người ta biết cách để mà dụ, để mà tác động cái lòng ham muốn của con người. Dạ. Thành ra vị nào mà đã đi du lịch, đi hành hương hay là đi tour rồi đó, thì khi quý vị đọc những câu này quý vị sẽ rất là thấm thía. Dạ, cái gì là thấm thía? Thì bây giờ câu trở lại cái ý nghĩa của bài học này đó. Một người có đi rồi mới hiểu rằng cái gì mà bảo quản cái tư lương của mình. Thì có cái lạ là Đức Phật ngài dạy ở đây là chính là cái niềm tin. Niềm tin bảo quản tư lương. Tư lương ở đây mà Đức Phật ngài nói một cách ví von, ngài nói rằng ở trong cuộc sống này là cái chất thiện của mình. Chất thiện của mình, chất thiện đó là hành trang, chất thiện đó là tư lương, chất thiện là cái gì mà chúng ta mang theo ở trong cuộc đời này. Nhưng mà những cái chất thiện đó đó, nó phải dựa trên một nó được cột, nó được gói, nó được giữ ở bằng cái niềm tin. Một người mà có niềm tin chân chánh, một người có niềm tin chánh chánh kiến và chánh tín đó, thì thưa vị, ở trong đời sống họ đó luôn luôn họ giữ được cái chất.
cái chuyện mà đi đường dài, cho dù là người xuất gia hay là người cư sĩ ở trong sống đó, thật ra cái tốt cái xấu con người đó đều dựa vào niềm tin hết. Nếu mình có tin ở tam bảo, mình có tin ở nhân quả, mình có tin thì dù trời nắng trời mưa gì mình cũng gìn giữ được cái chất thiện của mình. Chúng tôi nói như vậy là mỗi một người Phật tử đi chùa đó đều có một cái nguy hiểm đang rất đe dọa quý vị. Cái nguy hiểm đó đó là người ta đi chùa tại vì vui, người ta đi chùa tại vì người ta có thiện cảm với một ông thầy, người ta đi chùa tại vì người ta có cái cảm hứng nhất thời, người ta đi chùa là bởi vì có thân nhân chết rồi trong vô giây phút nữa tự nhiên ở nhà buồn quá muốn đi chùa. Nhưng mà câu hỏi rằng họ đi chùa được bao lâu? Chúng tôi thưa quý vị rằng tất cả những người Phật tử mà đi chùa mấy chục năm mà chúng tôi biết trong chùa trong đời và họ đi chùa như ở chùa Pháp Luân thì có mấy chục gia đình mà họ đã đi chùa từ lúc thành lập cho đến bây giờ, và trong mùa đại dịch thì có 5-7 vị đã mất mùa đại dịch. Thì những người Phật tử mà đi chùa năm dài tháng rộng mà còn đi được đó là không phải là do vị sư, cũng không phải là do cái nhu cầu hôn quan tang tế, cũng không phải là do ai tác động, mà do cái đức tin hết. Dạ. Họ xem cái chuyện mà đi chùa đó là một cái lẽ sống, họ xem đi ngôi chùa là ngôi nhà tinh thần thứ hai. Chúng tôi đã nhìn thấy những người Phật tử không phải ở tại Houston mà ở tại các quốc gia Phật giáo, ở tại các nơi đó, người ta có đức tin thì người ta tiếp tục gìn giữ. Bởi vì người Việt Nam á, hay có một cái chuyện gọi là người ta hay đi chùa hay làm phước bằng sự khích tướng, và đi kêu gọi ông này bà kia rồi hô hào làm cho nổi tiếng. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng đa phần những cái người giàu có mà đi chùa và làm phước kiểu đó thật ra không có bệnh, họ chỉ làm một lần thôi. Cái quan trọng là cũng đi chùa mà trời nắng cũng đi, trời mưa cũng đi, vui cũng đi, buồn cũng đi, lúc hanh thông cũng đi, lúc khó khăn cũng đi. Cái đó, cái gì mà gìn giữ cái thiện pháp của họ, cái gì mà gìn giữ cái tư lương trong đời của họ, đó là niềm tin. Yeah. Người đi tu cũng vậy. Một nhà sư, không có một nhà sư nào mà trong cuộc đời tu mà không trải qua những thăng trầm. Ngài Chân Cha, Ngài nói rằng người tu mà chưa có 3 lần rơi nước mắt thì chưa gọi là tu đâu. Chúng ta phải trải qua những thăng trầm, những cái thách thức. Và những cái thăng trầm thách thức đó, mình có tồn tại được hay không, mình có giữ được mình giữ được cái huệ mạng mình hay không là do cái đức tin của mình thôi. Chúng tôi rất là sợ những người mà tu sĩ mà cứ nói ra nó là đạo Phật là đạo trí tuệ chứ không phải đạo Phật có niềm tin. Mình tu phải có đức tin chứ. Mình tin vào Phật, tin Pháp, tin Tăng, mình tin vào lý nhân quả, mình tin vào cái phước phần, mình tin vào cái gì đó, mình phải tin. Và do cái niềm tin đó giúp cho chúng ta đi tới. Mình đừng có nghĩ rằng mình nhờ mình lanh lợi, mình nhờ mình giỏi giang, mình giữ được không. Mà cái cuộc sống mình đó, nó được tốt là do thiện pháp. Mà cái thiện pháp duy trì được là do ở niềm tin. Không có niềm tin đó, thì thật sự không giữ được thiện pháp đâu. Dạ. Và điểm thứ hai đó là ở trong bài kinh này nói về một cái chữ rất là thú vị là chữ Siri. Chữ Siri có đôi khi chúng ta gọi là thần tài hay là nói là vận may. Ở đây thì chúng tôi không dịch là thần tài vận may, chúng tôi dịch là phúc phận. Dạ, phúc phận. Người ta nói là có cái câu ở ngoài ca dao tục ngữ, người ta nói rằng có phần không cần gì lo. Dạ. Có phần không cần gì lo. Nói một cách khác đó là nếu mình đã có tạo phước mà thật sự là mình có phước rồi đó thì không ai thể lấy trước đi được hết. Dạ. Mà mình không có phước rồi đó thì do mình cố gắng mình cũng giữ được. Chúng tôi nhớ hồi xưa chúng tôi ở với Ngài Hòa Thượng Hồ Giác khi Ngài còn sống đó. Lâu lâu Ngài có nói một điều đó là Ngài có nói điều là cái gì mà mình có được đó không phải là mình giỏi giữ đâu, mà là tại vì người khác chưa có lấy thôi. Dạ. Và cái gì mà mình bị mất đi không phải là tại vì mình dở đâu, mà tại người khác khéo lấy thôi. Nhưng mà chúng ta nên hiểu điều như vậy là mình, Ngài Hòa Thượng Hộ Giác này có nhắc là cuộc sống mình đừng tin vào cái tài của mình mà nên tin vào phước của mình. Dạ. Cái phước của mình á, nó tạo ra một cái mà chúng ta gọi là phúc phần. Cái phúc phần của người đó thì người khác muốn lấy cũng không được, bởi vì người bị họ có câu nói rằng cái gì là của ta thì nó sẽ là của ta, mà cái gì không phải là của ta thì nó sẽ không là của ta.
câu nói đó thật ra đôi khi nó có tác cái triết lý nhưng mà nó không phải là triết lý. Thì thật mà nói đó, thưa quý vị, là dầu một vị vua để lại một cái đế nghiệp rất là lớn cho con, mà con có phước phần thì nó cũng tan thôi. Cái người mà không có phước á, thì dầu thừa hưởng một cái tài sản lớn rồi thì nó cũng tan theo mây gió. Thành ra mình sống ở đời đó mình phải hiểu là cái mà mình có được, cái mà mình có được ở trong đời nó không phải là do mình giành giật được. Cái người nào mà trong cuộc sống đó, mà tin vào sự giành giật, gọi là tranh giành đoạt lợi, giành giật với nhau đấy mà có đó, người đó chưa hiểu câu nói này. Chính cái phúc phần đó là nó mới giữ được cái tài sản của mình. Cái gì mình có, cái gì mình được đó, nó là do phúc phần của mình hết. Mà mình không có phúc phần đó thì tài sản tự biến mất. Mình không có phúc phần đó thì nó rất là dễ bị tan biến đi. Nên sống ở trong cuộc đời này đó, nếu chúng ta biết chúng ta tạo phước và chúng ta vững tin vào việc đó, và cái gì là của mình thì nó là của mình, cái gì không là của mình thì dầu cho mình chèo chống, mình kêu gào, mình định giật, mình tranh đấu, mình hò hét thì nó cũng là của mình. Mà cái này là cái mà chúng ta, nó ảnh hưởng cái nhân sinh quan của chúng ta rất là nhiều. Dĩ nhiên có nhiều người nói rằng mình được là tại vì mình giành giật của người khác. Không, nếu mà chúng ta sống và chúng ta hiểu đạo và chúng ta chiêm nghiệm cuộc sống nhiều, cái mà chúng ta có trong cuộc sống, đừng nghĩ đến thủ đoạn, đừng nghĩ đến giành giật. Giành giật và thủ đoạn nó không giữ được tài sản mình, nó không tạo được tài sản đâu. Mà cái mà gìn giữ được cái mà mình có, phải là mình là có phước phật. Cái đó là ý nghĩa chữ Siri. Và thưa quý vị, điều thứ ba mà tất cả những ai đi trong cuộc hành trình này đều nên hiểu rằng, mình đi, mình bị lôi kéo và mình bị vướng vấp. Nó không hẳn là cái yếu tố bên ngoài không, mà nó do một cái yếu tố sâu kín ở trong tâm lòng mình. Đó là sự ham muốn. Đó là sự ham muốn. Mưu thâm, quả diệt thâm, hay là tham thì thâm, hay là sự ham muốn đó, nó tạo nên cái trường hợp gọi là ma đưa lối với đường, lại tìm những chỗ trường mà đi. Chúng ta phải để ý là mình thích cái gì, mình muốn cái gì. Thí dụ trong đời sống này, con người mình mà khoan hỷ với thiện pháp, mình khoan hỷ với lời Phật dạy, mình khoan hỷ với cái gì cao quý, cao thượng, tâm mình hướng thượng, hướng thiện đó, thì mình sẽ đi theo hướng đó. Còn nếu mà ở trong cuộc sống này mà cái sự ham muốn của mình đó, nó nằm ở chỗ cái tầm thường á, thì bảo rằng cuộc sống mình nó sẽ cao thượng không có đâu. Con người mà muốn cao thượng, muốn tốt đẹp, thì cái ý muốn mình nó phải là cao thượng. Mà cái ý muốn mình tầm thường mà bảo mình sẽ đi theo con đường cao thượng không có. Và mình sống phải coi chừng cái ham muốn. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại cái ý nghĩa về cuộc hành trình đó. Nếu mà quý vị đọc những cái tạp chí mà về du lịch đó, thỉnh thoảng người ta sẽ nói về trường hợp gọi là scam. Scam là những cái lường gạt. Và những cái lường gạt, đặc biệt là lường gạt du khách. Chúng ta đến một vùng đất lạ, chúng ta thường thích ăn ngon, chúng ta thường thích mua đồ rẻ, chúng ta thường thích có cái này cái kia. Và đôi lúc mình phải coi chừng cái ý muốn của mình. Có nhiều người bị đi vào con đường là mua bán cần sa ma túy, có những người đi vào con đường là bị mất tài sản, có nhiều người đi vào con đường là bị gạt gẫm. Tất cả điều đó thì nó phát xuất từ một nguyên nhân sâu xa là cái ý muốn và ý thích của mình. Ý muốn và ý thích phải coi chừng. Cuộc sống nó đi theo ý muốn, quý vị thấy ở trong cuộc đời này đó, là cũng đi làm, cũng có tài sản, mà có người lớn tuổi chọn vui thú điền viên, có một mảnh vườn, có những người tiêu pha hết tất cả tiền bạc ở Las Vegas, ở trong các casino, có những người tiêu phí tài sản ở trong quận chỗ hút sắt, có những người tiêu phí tài sản ở những cuộc chơi suốt sáng, tận người thâu đêm, vân vân. Những cái đó nó đều là do cái động lực ở trong chính bản thân của mình hết. Và một người mà đi, gọi là đi du lịch, một người có một hành trình đi trong cuộc đời này, thì người đó luôn luôn phải ý thức và phải tỉnh táo rằng coi chừng sự ham muốn của mình. Cái ham muốn đó nó dẫn dắt mình đi. Cái ham muốn đó là cái mà mình khó từ bỏ. Cái ham muốn đó nó sẽ khiến cho mình rơi vào cái bẫy sập, như con chim mà bị mắc bẫy vậy. Đôi khi chúng ta bị gạt. Chúng ta bị gạt nhiều lắm. Bị gạt là sao? Là do chúng ta muốn hết.
Ở bên Mỹ này thưa quý vị, nó có nhiều trường hợp đó, mà chúng ta đọc những thống kê đó, là mỗi một năm như vậy đó, có người Mỹ họ bị gạt trên 8 tỷ Mỹ kim. Dạ. Mà đặc biệt là những người lớn tuổi. Cái cách người ta gạt thì rất là đơn giản đó, là người ta thí dụ như người ta gửi cho mình một cái thơ, một cái thơ rất là trang trọng, họ nói rằng mình đã được tình cờ được lựa chọn, chọn là trúng cái phần thưởng, và chỉ có hai người được trúng là mình với ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị B gì đó, và mình với hai người đó phải đến để mà nhận cái tiền quà thưởng đó. Rồi tự nhiên mình nghe có phần thưởng, và phần thưởng đó là một món của hời rất là lớn, một cái chuyến đi tour, căn nhà cái gì đó, mà đặc biệt là mình với một người nào đó chỉ có hai người trúng thôi, thì tự nhiên người ta mới bắt đầu gửi những chi tiết theo yêu cầu là chúng tôi muốn xác nhận tên họ, địa chỉ, cái số bằng lái của bạn, vân vân, rồi để tiến hành thủ tục thì bạn phải đóng số tiền này, rồi bạn phải đến đây, vân vân này, vân vân. Và trong lúc mà mình đang cố gắng để lấy cái phần thưởng đó, thì mình cho họ những cái tin tức mà không nên cho, và đồng thời mình trả một số cái lệ phí, mà thường lệ phí không nhỏ, và cuối cùng thì không có gì hết. Dạ. Và đặc biệt là những người lớn tuổi bị gạt rất nhiều, và người Mỹ họ có cái hệ thống gọi là FBI á, hệ cơ quan điều tra liên bang, nhưng mà hoàn toàn bất lực. Mỗi một năm như vậy đó, vô số người Mỹ, và nhất là những người lớn tuổi bị gạt cẩm, và những người gạt cẩm thì họ rất là hay, họ bữa nay họ đổi địa chỉ này, mai họ đổi địa chỉ kia, và rất khó khăn để mà FBI có thể truy tố và bắt những người này. Tại vì sao vậy? Họ không có gạt mình một cái trắng trợn, mà họ nói rằng mình với một người nào đó đã được trúng giải, và bây giờ thì mình tìm cách để mà mình claim cái giải đó, để mà mình trúng giải, thì đó là cách họ nói như vậy. Rồi rốt cuộc á, những cái tin tức mình cho họ, rồi tiền bạc gửi cho họ, vân vân, rồi nó không đi vào đâu hết. Đó là cách họ kiếm tiền. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ lại những cái mánh khóe mà người ta gạt cẩm người khác á, nó đều theo một cái gì? Nó theo cái sự ham muốn. Dạ, ham muốn. Chúng ta là một khách lữ đến vùng đất lạ, những cái chỗ mà họ du lịch, những cái chỗ mà thì họ luôn luôn họ muốn lấy tiền du khách. Tại vì người ta nói như vậy, du khách rất là dễ để chi tiền. Mình ở nhà mình chi tiền thì mình tiết kiệm, nhưng mà đến chỗ lạ mình rất dễ chi tiền. Vì làm sao để lấy tiền du khách, để móc túi du khách, thì người ta có nhiều cái bánh lới. Và cái bánh lới mà người ta móc tiền du khách là người ta nhắm vào cái thị hiếu, ta nhắm vào ham muốn. Cái gì ham muốn thì chính là cái thị hiếu. Cái thị hiếu dẫn người đi, cái ichha thì chúng ta cũng thì dịch là thị hiếu. Thị hiếu là cái ý muốn của mình, cái chỗ mình muốn đó. Và cái thị hiếu đó dẫn mình đi, cái thị hiếu đó khiến mình bị vướng bắp lại, cái thị hiếu đó khiến mình bị gài bẫy. Thành ra mình phải rất là cẩn thận. Thì nói chung đó là cái câu hỏi của vị thiên này nó nói về cuộc hành trình, và mỗi chúng ta là một khách lữ ở trong cuộc hành trình đó. Nó cũng như nhiều chuyến đi chúng ta đi ở trong cuộc đời này, và trong mỗi chuyến đi đó thì chúng ta phải hỏi là cái gì để bảo quản cái tư lương của mình, và cái gì là chỗ mình cất giấu, cái gì bắt giữ an toàn những cái tài sản, những cái tư trang quý giá, cái gì là cái mà đưa đẩy chúng ta, cái gì mà cái mà khiến chúng ta khó buông bỏ, cái gì là cái mà khiến cho chúng ta bị sa bẫy. Những bài học đó nó không phải chỉ tốt trong cuộc hành trình, trong một chuyến đi ngắn hạn, mà nó tốt cả cuộc hành trình mà chúng ta gọi là cả cuộc đời của mình. Thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bích Đa Tâm ở tại đây. Kính Kiên Chi Tôn Đức đã vào rung điện thức giảng đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta cũng có môn tương ứng, và giảng sư là Thượng Tọa. Hẹn gặp lại tất cả vào chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư. Sa thú. Con Nguyên Xuân xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã đúc kết bài học hôm nay và cho chúng con những bài học quý giá trong hành trình tu tập của chúng con. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ.
không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.